Our rage is beyond your control. Bởi vậy mấy cái thằng người yêu mà nó vì gái nó bỏ anh em á. Nãy bay như tôi khỏe nè. Giờ bố mày có quyền nói. Thiêu đốt. Không có thiêu đốt. Ủa? Ủa mình nhầm. Ủa mình cầm tay le à? Ủa sai rồi. Ủa tôi cầm tay le à? Oh shit man. Mày thấy em mấy thằng đi trên top không? Đâu, tao tưởng tao cầm thiêu đốt tao lát vô. Ủa tao nhánh D hoài sao không được tao cầm tay le. Chứ tao thiêu đốt là đủ đam rồi. Mình sai, mình cầm tay le rồi. Trời ơi, thiệt chứ cầm Udyr đừng ván chứ hai thằng tốt sao chơi. Chứ kỳ vậy. Mày lên mày đi với hai thằng tốt đi thiệt. Nhảy tiếp. Đang lý lát lên bắn cái nữa thì nhảy tiếp. Lát lên bắn cái nữa được rồi. Đi lên đây có mẹ này. Hứa luôn. Mẹ mẹ luôn. Thằng Brent nó hết đầu nữa chứ. Đâu nét cho vui nà đê a hi hi. Đó có mẹ đó. Đó nào có mẹ. Đó có mẹ. Hai chuối luôn. Ôi rồi ôi tức mày lên trên đấy mày chơi luôn đi thôi ở đấy luôn hai thằng mày còn farm được sao tao farm tao ra tao chơi với tà lõm cho tao mất chơi mới chơi hai top chơi kỳ cục. Our instincts are razor sharp. Bị điên. Xong rồi. Chạy đi đâu nữa người hỡi. Xong rồi. Và anh đi ăn cua nó không giết kìa. What the fuck, Gia Van đi ăn cua. Gia Van. Gia Van đi ăn cua, trời ơi, tôi tưởng nó vòng rồi, nó đi ganh. Đi ăn con cua. Trời. Do not deny your instincts, summoner. Như thật. Oh,
pity that. Thằng Gia Văn ngu nó cứ ping ping cái quần què gì nhỉ? Ấy, nó bay tới nó sọt cá. Quần Gia Văn nó ngồi nó ping ping như cái thằng bận. Không làm được cái gì cho team luôn. Nãy đi ăn thì vòng vòng farm. Anh cái ping hoài bực mình luôn. Anh đủ đủ rồi. Như thực bệnh. Trời ơi, tự nhiên chạy ra đây là đi lên top rồi, hai mạng rồi. Anh đi anh vô anh farm, anh nó farm gold xong anh ping mình làm một. Chết luôn đi chứ còn gì nữa. Chưa chết. Sụp nó. Nó ping nữa kìa. Cái bà nội nó chứ ping. Tan chứ. Ủa cái đạch. Anh có lát rồi. Rồi, anh đi ăn rồi. Bưng nhất cái đầu anh chả làm cái quần què anh đứng anh binh sao anh chửi tim ủa thiệt anh mất hút lá đủ đủ xong anh không làm được muốn cái gì luôn ủa quách rồi phát ôi đẹp đang tính tele xuống dưới đây đất nhà rồi chat họ chat lên chat chúng mày afk hết mẹ chúng mày đi bốn không cần chúng mày đâu. Phát thanh niên trẻ trâu của năm. Chúng mày ai hết ca hết đi, bố không cần chúng mày đâu. Không biết nãy giờ nó làm gì, nó chơi game mình rồi. Hay là nó AFK. Đó, nó ngồi lên, nó chat lên, nó chat lên, các bạn nói không? Bọn mày AFK hết đi, tao điếu cần bọn này đâu. Ồ, ghê. Chết. Cái vận điên. Chó nhập. Cái vậy cha. Chết luôn. Đó, ping nữa kìa. Đó, ông có ping ping kìa. Rồi, ông không một luôn. Rồi, nó chửi ốc chó AD luôn. Thì nó chết xong nó chửi ốc chó AD. Ông chửi nguyên team rồi, ông làm gì vậy? Anh thẳng anh rồi, ông chửi nguyên team luôn. What the fuck? We will not pity the defenseless. Gia Văn nó bị bệnh dại. Ở nó chửi hết luôn. Một mình chửi toàn team. Tao vừa mới nói vừa đổi mẹ với nhau. Lên vậy mẹ mấy cái thằng tay dài này. Ôi 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 ôi.
Ừ, nghe rồi nè. Mang hết hai mạng luôn. Thằng Gia Văn nó đứng ở nhà nó ping hoài. Má khó chịu này chứ. Mày muốn cái đếu gì? Cho cái địa chỉ. Bố xin cái lỗ tai. Trẻ trâu với bố à? Ngu mà còn lì. Đó thì đố thể là trẻ trâu mà chắc trẻ trâu với nó má thiệt cái bực. Anh ngu mà anh ngồi anh tỏ ra nguy hiểm, anh cứ đứng sau lưng. Nó không làm gì hết, nó ngồi nó cứ đứng đấy, nó chửi nguyên tim ngu vậy đó. Anh chẳng làm gì luôn, anh cứ đứng anh ping 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 rồi sao anh chửi tim ngu. Anh hút lên đồ đủ xong đã là anh vô đây anh chỉ tìm. Chết. Ờ không chết kìa. Binh nữa kìa. Má thằng này. Cây thì thôi thằng này. Nó ảnh đéo làm được cái gì. Anh không hay không. Anh cứ ngồi anh ping Nguyễn Hồ Tiên. Tôi tức vui vậy mà tôi tức. Anh đéo làm được một cái gì cho tiên. Anh cứ ngồi anh ping mà. Đồ rừng này chết đâu. Nè thằng này nè, xài E rồi thì xác định đi, chết đi. Sống gì nữa, rồi chạy đường nó có support kìa. Rồi lát làm gì nữa. Lát làm gì nữa. Cào mắt lấy lệ đi. Rồi, chết queo. Chạy ông ơi. Chị không ơi, nó quy tới rồi, chết luôn rồi. Mày ping nữa coi. Mày ping nữa coi. Ping nó thì. Cứ chết cậu ping nó. Giờ ping nó lại. Ping cho nó điếc đầu luôn thi. Mà anh ping đấy kìa. Khó. Fucking ping. Ping nó. Cầm con nhà van không ai không. Mà anh có đồ ở nhà, anh đồ rừng với cái búa gỗ nè, nhiều đồ hơn thằng rắc nữa. Mà nó phế cái đó đó. Đứng sát tường solo. Rồi, không có tuổi với nó luôn. Đờ phát, anh ping nữa kìa. Ôi, bà đồ trời, nó rìu đen với rìu tia mát hả? What the fuck, mình chưa có tâm hợp. Trời ơi, thiệt là anh không mua dài, anh mobile lên luôn rồi, làm gì đây? Farm luôn, ghê thiệt. Combo ra farm luôn. Ghê thiệt. Ghê thiệt. Anh không lại Fiora luôn mà. Lâu lâu gặp thanh niên này cũng buồn cười. Cũng vui. Chứ hỏi nó. Ok,
Bạn nói lâu lâu gặp mấy thanh niên này cũng vui. Sao? Game này tí ai với tôi? Với họ? Cái team ai với tôi? Thằng nào với nổi? Không với nổi là tôi đi lẻ mình là sao? Thằng Thi đi lẻ mình là... Ba thằng kia là chỉ có việc đứng ngó thôi. Thằng nào bắt được? Bắt bữa bỏ mỡ nó luôn. Tần ghê thế. Ôi lát luôn. Đã phát đánh phát nữa là chết rồi. Tôi đánh phát nữa là chết rồi. Mà lát lũng các kiểu luôn rồi sao. Có con brand gần chết bên này nè. Chỉ là phụ đạn. Đi ra chết đây nè. Đó. Biết đừng thắng Sona nha. Ủa Sona chết rồi. Đánh gì ta? Thiệt chứ lên đam luôn. Lên thêm cái gươm vô danh nữa. Thằng phế phẩm theo bạn này. Ôi thằng này tám mạng ở đâu ra trời. Tao chết 10 rồi nè. Mẹ chứ vừa vô là chết mạng rồi. Chúng nó cứ hội đồng hoài. Tao đi đâu là bọn nó đi hai thằng rồi đó. Mẹ ra mít nó cũng hai thằng ra mít. Toàn tay dài không. Đi với một thằng tay dài đó mà nó chơi nó đi hai thằng luôn trời trời. Anh đố bằng thi hả cháu? Gặp Gia Văn thì cười quá. Gặp Gia Văn thì phát kinh thích cười luôn. Lén thôi. Trời ơi, nhiệm vụ cao cả. Về nhà thì thắng. Không quan tâm chết bao nhiêu mạng hết. Cao cao. Cao trụ, cao trụ. Cao trụ là nhiệm vụ cao cả. Rồi, mày xong mày rồi. Như nào? Thôi cũng đành thôi. Thôi cũng đành thôi. Ta lẽ về rồi. Mua đồ luôn. Thôi cũng đành. Hai đứa làm thì cái con Java là tôi nói thiệt nó không cần đi gan luôn á. Nó chạy ra la nó cắm cái cây cờ xong đi vô rừng nó không có axit. Thấy hết. Nó chạy ra lan cắm cái cờ thôi để cho đồng đội đánh nhau thoải mái. Anh ngồi anh lấy axit. Con Java là cái con dễ lấy axit nhất. Cắm cái cờ nguyên team được axit luôn. Team chỉ cần đánh thằng nào mà chết cái là nó có axit. À thằng này. Cái thứ mất lát nè, hết mana nè. Mất lát hết mana rồi mày còn chiêu gì mày tân không? Ui còn tân được luôn. Giữ hàng. Ui chết cha rồi. 30 mấy mana mà nó tin được á Thi. Nó còn 32 mana mà nó tin tao được hả? Cái tin của Brand bao nhiêu mana vậy? What the fuck? Chắc nó nhảy mana lên nè. Dòm nó. Cái gì? Không biết bao nhiêu mana. What the fuck? Nó xài W một cái bụp phát tôi ngó người đó. Còn có 32 mana xong mà nó còn tin được mình. Nó đéo tin được. Giờ quan trọng là có win hay là không. Chắc là win hay là không. Hay là thua. Để lẻ chứ sợ thằng nào. Mày sợ thằng nào. Gặp nào sợ. Chả thằng nào bắt được mày. Không đánh lại nó không bắt được. Nó chạy.
mày nhảy đi, nó lướt theo rồi bắn ngược về. Mày vừa mày nhảy đi, mày bồi cái rờ ra sau đích. Ờ nó đỡ thì mày chạy đi mất tiêu rồi. Mà nó không đỡ thì nó cũng bị dội ra rồi. Cái gì vậy bà? Nó bị dội chạy. Đó hồi đầu rồi đó, đẩy thí. Đẩy vô nhất đây đi. Nào giết nó. Rảnh đi. Ồ, qua đây cũng mấy công ty không bắn luôn kìa. Đi đại đi ba. Trời ơi. Thêm ông đu đủ nữa. Không mà em có được đồ mà xem. Ai vậy? Rồi, cảm ơn bạn Duy Nguyễn nha. Bọn anh tin ngậm mồm mà xem. Ê, nó bên nhà kìa. Bắn bỏ mở nó chưa lên cái kiếm gì nữa mà đam đâu cũng không phải đam gì chơi cụ rồi cầm rét thì thôi sao gì con này không biết tiếp nhà đứng chạy sao bọn này thích hội đồng mình níu người ta ba bốn thằng một sao bị lẻ. Lên cái gươm nó bào nhà cho nó nhanh coi, lên giáp liệt dương. Đâu quay giáp liệt sinh. Their death will only feed. Nhiều khi nó đánh đổi lan như vậy mà mình khó chịu quá. Ô đia không thể nào mà đi với hai thằng. Nó bình cái bà nội mày. Nó ngồi nó bình cả tim luôn kìa. Má ức chế. Cấm thì mày nó ping mày vẫn phải nghe cái ping của nó. Đó ping nữa kìa. Vào nhà. Đẹp cái gì? Lát rồi. Nó bể rồi. Nó bể rồi mà. Sao để bể vậy? Hết máu về thì ghê nè. Quá cái thằng vùng què. Tao điên nó rồi. Bực mình nó thiệt chứ. Mua the cũng vậy à, nó ping mà vẫn nghe. Mua the nhưng nó không có mua the được cái ping. Pinh nhất cái đầu. Anh luôn rét không cho AD luôn. Anh cá nhân vãi đái. Thằng quần què này nãy giờ lợi dụng cái đồng đội. Không đi. Rồi, ulti không trúng Fira, trúng Fira tôi giết Talon rồi, một cái quy là chết Talon rồi. Ken còn Ken. Đẩy đi. Trời lại nó đẩy vô hai nhà lên trụ nhà chính. Em tha lên ra ba nơi anh đừng có binh nữa. Thôi cái cậu nó. Đánh gì vậy? Đó, vừa quăng E thằng này rút đầu ra. Quay được nó đầu. Phi ra lì vậy? Để tôi ra tôi xỏ không luôn vậy? Đó, boss nè. Rồi, cái thằng mít đẹp. Đẹp mít kìa đã. Ra đi, đấu kìa. Mở team mình đi lẻ cũng đến được, nó bu đông quá. Boss nè, mình cũng bắt. Đi luôn.
Thế thì lát lên đập thằng Ezreal trước. À, anh đi trong rừng anh farm 130 mấy con. Thì đó, ra nó cái Atlan đó. Ra Lan nó cái hết rip luôn Lan. Lan bắt luôn nhá. Nó bệnh điên quá. Đây thằng này. Chết đi con. Bắt đầu quá. Nó ăn rồng kìa. Javan không vô lấy gì vô. Thấy không? Thấy không? Đó, xin con rồng. Ở đâu? Lì thắng cái gì? Mua bây giờ. Ra nó chặt tên hai thằng trước. Top đép nha, đép nha. Trời ơi, tôi lấy cái điều tia mát thôi, tôi lia rip cho lẹ, tôi đẩy lan trời. Mắt thằng quỷ Java nó thấy rip ở đâu, nó bắt đầu nó muốn nhá nhào lên, nó farm. Đó, lên farm kìa. Thấy rip ở đâu là thấy có mặt anh ở đây. À, giáp bình dương rồi, thì quên nó giáp bình sĩ, mắt cứ lộn hoài. Mày rip này đúng rồi. Giờ tôi xỏ đâu phiêu ra rồi. Xỏ phiêu ra luôn. Tí lên cái tờ rim băng nữa. Hết mana thì dễ hết đại ca lắm. Được. Chạy đó. Cào luôn nè. Á à, thiệt đông quá thì ơi. Hai thằng rình rồi, có ba thằng nó kéo lên. Ồ, phiêu ra nó lên tăng luôn này kìa. Khôn đấy. Nên đồ fucking khôn. Đi cắm con mắt cái để ta le bê lén coi. Ê, cái này nè. Coi chừng năng cái đấy đó. Solo thì đánh được phiêu ra. Ui, để năng xong rồi. Kìa, bắn một tí. Chết. Đơn giản vãi. Thằng Java này không đánh thì cút. Đơn giản. Đờ phát. Thanh niên ping ping thấy ghét. Không, chết đi ra. Chạy cái đường này. Ping suốt ngày ping. Rồi nổ chết rồi. Chị thấy nó hút máu. Bà đòn sẽ chết hết kìa. Nhà lính mình hồi rồi. Giờ tha hồ. Lên cái tim băng nữa. Là khỏi dí luôn. Tim 4 nhị dí. Đó mẹ đó đi.
có đam chết hồi tôi cát lát luôn rồi, tao lo bánh lát nha. Chuyện sao giết ta đây là đi. Tao từ tao kìa. Ôi nó còn R nữa hả? Trời ơi. Anh còn nguyên cái R luôn. Anh còn nguyên một cái R luôn. Tất nhiên là nó như vậy. Nó như vậy nó sổ đâu là phải mà. Cái nào đi đâu lang thang vậy. Rồi, mất lan. Mày không về đép mà nát nhà bây giờ. What the fuck? Còn farm nữa hả? Mọi người nghĩ đến chuyện farm đó, chấp hỏi nó ping chết cậu. Anh còn anh là đang nghĩ tới cái chuyện farm đó kìa. Rồi đó, ra đép nhà đi kìa, ping cái quần quay à. Hộp. Hộp. Hộp lại. Bốc hơi. Lên được cái trăm, 100 giá lịch sử thì bạn. Bạn chạy hộ. Chạy đi. Chạy đi. Chạy hộ. Chạy chạy mày luôn. Né ra. Hộ dính luôn hả trời. Mình chết, ra hết mana. Mình chết rồi. Đi nghe có mega rip tán chết. Ô đồng đam nữa kìa. Rồi tim băng rồi. Mày con quỷ brain này. Lâu lâu đó, nó ké phát ulti vào đầu. Dính lên Javan. Ra làm thi, chạy thẳng ra ăn luôn. Bỏ qua mấy con rip cho AD farm đi. Xoay vô. Mày lên cái gì? Lên giá hồi sinh vô. Giá sinh 2-4 à. Farm để top là đủ rồi đó. Giờ tao lên món khám phép nữa. Cái gì khám phép nào? Thông đạo luôn, khám phép luôn. Các nhà luôn. Ê, thằng này đi lẻ nè. Cũng sức mạnh cái mày. Đỡ. 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 Mày đỡ đi. Thôi, mà mày mất công ty, chứ mày bắt ai. Mua cái giáp vô là nó hết đam được mày à. Giờ bạn chết ngủ rừng. Đẩy top cao lên nó về đép. Đẩy top cao nó mới để đép. Tới nhà tính. Sau rồi mà. Thằng lọt đâu. Đó, lên cái thông đạo nữa. Ê, tao ta le lên top tao phê. Đấy đi. Mày đáng lý mày phải cầm kịch sách sao mày cầm kia. Hãy subscribe.
đánh như có mất tổng quá, đánh chán quá, mẹ đi lẻ nó đã. Mà khổ cái thằng quỷ Java nó không có tăng khỏe. À đem mình giờ lên tiếng chửi rừng ngu quá, tôi quy lâu. Thôi tôi ra rồi. Tao xông ra Baron, tao cắm cái quạt đi. Mất con Baron nữa là thua thiệt đấy. Xông ra cắm mắt. Ăn cua luôn. Ai nữa vậy? Ra kìa. Talon đâu không? Talon AFK. Talon AFK win. Win nhẹ nhàng. Win luôn. Vô tình. À, anh AFK nè. Trời ơi, sợ quá AFK rồi. Rồi xem game nãy giờ bạn nào cười ha vậy. Rồi cảm ơn bạn Chido nha, nốt phát này nói cảm ơn em đi hi hi. Không làm phiền nữa đâu. Cảm ơn bạn Chido.